Ok, Pokemon các bạn ơi. Lấy xong chim sáng, chim lửa chưa lấy được. Chim lửa chưa lấy được. À, hôm trước mình vừa mới chết được vài con Pokemon với cả thằng Chris. Nên là bây giờ con tâm linh của mình tên là gì ấy nhỉ? Tâm linh của mình lên cầm hai thìa rồi. Khỏe vậy đấy. Alakazam mày ạ. Đúng rồi. Để, hay lắm Hương. Continue adventure. Why? Mình được 5 cái huy hiệu rồi này. Mình còn 3 huy hiệu nữa thôi làm đi mẹ mình đi đánh mẹ. Hết thời gaming, tứ trụ cái đúng rồi. Master Ball để bắn mèo tu á. Hôm nay mình xem mấy clip ở trên YouTube. Có một con bé nó sim trên Twitch. Nó mất 2 ngày trời để tìm con Shiny. Con Shiny Shime ấy. Phú phải lồn vậy. Nó mất 2 ngày để tìm con Shiny Shime. Xong đến khi nó tìm được con Shiny đấy nó kiểu các kiểu hiểu không? Không phải tay nó bị run hiểu không? Nó bị panic xong địt mẹ mày đến lúc mặt làm sao vậy? Thôi đến lúc địt mẹ mày ném được 3 quả thì trượt con mẹ hết xong rồi con này nó chạy đi mất hiểu không? Xong rồi nó ngồi khóc. Địt mẹ bố còn điên. Ô đây có ghim luôn này, đánh ghim luôn không? Đủ mà đúng không? Ghim thoải mái. Ghim về ghim gì? Thì mẹ vào mua vào mua máu đấy. Ghim mẹ lửa. Ôi địt mẹ. Thế nó lại dễ quá. Tại sao một cái đảo ở giữa biển nhé lại ghim mẹ lửa? Thật là vô lý. Con á bạn á, cái con hồng hồng. Có rồi con này có rồi. Con được Pokemon Y8 mà. Ôi có con chuột ta chưa có. Con nó anh luyện lên level cao á. Châu máu nhiều á, sao mà anh chích độc. Nó lỗ mà anh cứ chích độc á, sao anh gọi anh bơm máu rồi anh nhìn nó chết từ từ. Tuyệt lòn. Địt mẹ mày. Ở Bắc Giang là địt mẹ mày chuột đồng rồi con. Ô, cút mẹ mày đi. Ôi, lại lập lại được 3 Ultra Ball luôn chứ. PP up là gì? Cốt phó up à? Cái chiêu nâng cấp cái số ê, lượng. Ê, ê, địt mẹ mày, công hiến ăn cặc à? Mất thời gian. Sao có ông anh không có chuyện? Sao em? Ông mới nói chuyện gì vậy? Địt mẹ giống có xe me vẽ lồn này. Xe me trộm cướp. Kỳ lân nhóc 7 này. Mày chết mẹ mày rồi. Có gì vậy? Mày địt mẹ mày đêm thấy mưa rơi. Đêm mơ thấy ta là thác đổ luôn. Ngoại à, không. Con này còn lên. À, này, con này Shiny đẹp cực luôn này. Con này Shiny màu xanh này. Con ngựa hả? Ừ, con ngựa đi bắt Shiny màu xanh đẹp này. Anh sẽ public lên. Cảm ơn em nha. Này, mày con chuột này. Mấy lần rồi? For play là sao? Chơi 3 gọi là sum, for play là chơi 4 à? Yêu đéo thì nghe lạ vậy. Không, for play là chơi lỗi á. Chơi bẩn như vậy. Là lấp hết tất cả lỗ địt mà. À. Fair play đấy à? For fair. Fair play là chơi đẹp, for play là chơi bẩn đấy à? Vâng vậy. À. Cảm ơn Nemo nha, bây giờ anh không add Facebook người lạ rồi, anh thông cảm nhé. Cảm ơn em nhiều, thank you em. À, địt mẹ mà cua hoàng đế luôn. Lại cùng hệ với nhau à? Cùng hệ thì bố mày lại dùng địt mà. Dùng chiêu băng nó có biết mẹ mày chết không ta? Đỡ. Chết nhanh luôn. Kéo mà bầy ơi, mày sai rồi bầy. Nước đấy sợ băng à kỳ vậy. Nó có sợ chiêu sắt không nhỉ? Thực ra là như này, nếu như xét theo thực tế thì khi mà các bạn ăn cua hoàng đế hay là các bạn ăn bất cứ một loại cua nào, các bạn sẽ phải dùng một cái kẹp sắt để các bạn kẹp cho nó vỡ vụn ra, vừa ăn thịt ở bên trong. Thịt mãi nó hợp lý vãi luôn.
Anh Độ ơi, thằng bạn em uống bò húc xong nó cứ đòi đi massage kích dục. Thằng bạn em tên là Hồng Quân. Địt mẹ cơ hội kiếm tiền của em không biết tận dụng. Thì bây giờ em ra thổi kèn nó đi, phải em lấy một lít thôi. Anh đảm bảo nó đang nứng thế thì phải em đồng ý ngay, em tin không? Thử đi em, đi phải kiếm tiền cái gì đâu. Đêm thổi 10 phát ăn ngay một củ chưa? Bây giờ thì phải cả tháng ngày nào em thổi thì phải mày có phải tháng được 30 triệu chưa? Em gửi cho gia đình 15 triệu, 15 triệu em tiêu thì phải mày nhòe một tháng luôn. Thì phải nó gấp đôi lương thì phải mày dân văn phòng rồi em. Hồi sinh viên mình thì phải đéo có ai như này thì mình kiếm tiền được. Rồi, thằng Kim rồi. Thằng Kim này xong rồi đi bắt Phượng Hoàng là vừa. Kim mày kim lửa em. First question. Ô, Lex Luthor ở trong mẹ mày thị trấn Smallville này. Ô, chơi luôn à? Thật đấy. Ok, đây là bạn địt mẹ mày Sinaba. À, địt mẹ mày đây là đảo Sinaba. Và địt mẹ mày... bạn này đến để địt mẹ mày thách đấu phải không? Ôi, có câu hỏi gì? Có bao nhiêu game banner ở Pokemon là ngôi? 7. 7. Em trả lời là 7. 7 mà. Sao 7 thì cái? Anh trả lời bằng gì đây anh Độ? Anh trả lời bằng gì á? Trả lời bằng lời. Đó. Ờ, có 7 ô hay 8 ô nhỉ? 8. À đủ mẹ nó. Rồi xin lỗi. Thì sao anh nhớ là có 7 ô nhỉ? Wow, con này đẹp vậy. Trời ơi, game nào cũng 8 á, không có game nào dưới luôn á. Ôi, tại mày ấy 7, anh đang nói chuyện mày ấy. Lex Luthor địt mẹ. Quy lão tiên sinh. Magma. Này bốn con hệ lửa hết à? Thế thì dễ vậy đấy nhỉ? Wow. Cái gì nhỉ? Arcanist à? Con này thấy mà khỏe vãi đái luôn ấy. Mình có một con nhưng mà mình không lười cày level nó lên quá. Ui, chiêu đẹp nha. Ui, chiêu khỏe nhờ. Khắc hệ mà nó đánh được đam này là khỏe vãi lìn ấy. Tao cái chiêu này chưa phải hiểu nữa. À, đi mẹ lít chip cho con. Chiêu như kiểu nó trói điên rồi nó. Đánh xong kim lửa. Xong trước khi đánh kim 8 nó cho mega. Wow. Ơ, chết mẹ đến con gì quên mẹ rồi. À, chiêu hệ rồng à. Chiêu hay nhở. Kiếm đâu chiêu đấy học hay đấy. Ui, đẹp thế. Ôi chưa, chiêu đẹp nhờ. Trời ơi, đánh bị mất máu luôn. Cảm ơn Tio nha, cảm ơn bạn. Thank you bạn nha. Cảm ơn bạn nha. Ở Pháp à, đi tại Pháp đang mẹ đánh nhau vui lắm đúng không? Ra quay làm vlog thôi bạn. Content hot đấy. Nhìn nè, tà lè là con đéo gì ta? Nổi chiến con cấp 2 của con Vulpix anh. Con chó chỉ đuôi anh. À, con này mẹ mày một thác đổ là chết à? Con nó được đánh trước chứ địt cha nhà nó.
Phải lồn thật. Mày tóc cao vậy. Hết cụ con rùa rồi. Lấy hit Molly ra đánh thử xem nào. Để chịu được một hit của con cáo này. Trời ơi, level 30 nó đụng nhẹ không chết lên. Không, như ta đã đánh trước, tốc to cao lắm. Ta sẽ dùng giam kích. Đụng chết anh chết luôn. Không, thực ra là anh đéo có cơ hội. À, có, đi về một máu. Nó đéo sao cả mẹ. Em bị thế đau phết đấy chứ. Ủa đạp kìa. Đau phết đi anh. Từ máu là lật 17 level. Ghê á. Lấy con Venus thôi á. Thịt mẹ mày là bố mày tát cho mày rụng hết lông con chó á. À nó lại đéo đau luôn. Mày. Chết con mẹ mày chưa. Ơ nó đéo chết luôn á. Uầy này chiêu lửa nhiều chiêu đẹp nhở. Thích vậy. Bố mẹ có lửa ờ. Trời ơi. Phun ra chữ gì vậy. Chữ lửa. Power. Mấy game ở đây là game 7 đúng không? Còn game 8 nữa là đánh thì mẹ hết thời gaming đúng không? Game 8 là thành boss này. Nó có Fire Blast rồi này. Có Fire Blast rồi này. Ồ, bây giờ mình mới để ý thằng này có cà vạt hay nha. Nó lại xịn vãi lồn các bạn ơi. Wow, 5 trên 5 luôn. Anh ơi, cua anh giải bao nhiêu á? Cua anh giải bằng bố em. Em hỏi bố em nhé. Bàn chết mẹ thì sắp đêm rồi thì mẹ bọn trẻ trâu nó bắt đầu mẹ nó đi bão về rồi sao ấy. Wow. Điện nhờ. Ô, thằng này là chủ của băng rocket đúng không? Ừ đúng á, thằng này chủ băng rocket mà. Tại sao nó lại là chủ game của mẹ cái 8 rồi luôn vậy? Đây là refund team các bạn ạ, không phải rocket team đâu. Mà. Chỗ là. Ủa, mày đi đánh LOL mà vậy? Sao mày? Chớp nhoáng vậy. Bảy nhìn thấy mega hết chưa bảy? Chưa. Đẹp vãi lìn luôn. Tiến hóa chưa? Tiến hóa rồi, vừa tiến hóa hết một lượt. Đẹp vãi đái. Con Nidoking nó sợ gì nhỉ? Sợ lửa à? Hay nó vẫn sợ nước nhỉ? Con Nidoking nó sợ nước anh ơi. Sợ nước, nước. Nó sợ nước. Bảy nhìn mega này bảy. Này con rùa này có chỗ bắt shiny đấy, anh thấy bọn nó có đủ bộ shiny hết cả ba con Pokemon đầu này này. Sao tự nhiên nó biết là mega vậy? Vâng. Là đang muốn nó biết là mega. Mình được chọn mà. Tí nữa anh biến rồng này mega cho bảy xem, bảy thấy đẹp vãi lồn xong bảy sẽ chụp ảnh lại trong tối bảy sẽ ngắm đi ngắm lại cho mà xem. Trời ơi, mấy con này mega nhìn nó ngu quá. Ờ công nhận con này mega trông xấu thật. Tự nhiên đang có hai súng nhìn ngầu ghê ra một súng. Ra cái súng tối. Chiêu này như mạnh như sao nhé. Ôi à của con đấy á của gà la đốt của gà la đốt tách cô đi anh quốc văng luôn á văng con khác luôn đấy. Được rồi anh ạ. Ừ, thấy nó bắt luôn nhỉ, xong đi bắt Phượng Hoàng luôn nhỉ. Mai chơi Zedat xong, là vừa. Xong cái này anh đi bắt lửa luôn anh ạ. Bắt Phượng Hoàng luôn à? Vâng. Ờ, hay đấy. Ờ, đúng rồi. Đây là huy hiệu đất đúng không? Vâng. Đi được động đất rồi mày ơi. Mày. Anh cho học ngay cho em chiêu này mạnh lắm. Em thề luôn chơi lợi cục. Hấp dẫn vậy luôn. Mà chiêu này như là đánh 2v2 động phát chết cả hai con hay sao ấy. Cảm ơn Kim nha.
Không, ma nó đéo trêu kiểu đấy bao giờ em, địt mẹ. Em muốn biết ma trêu hay không ấy. Em lấy điện thoại ra. Em lấy điện thoại ra em rê một vòng quanh phòng xem. Tại vì có những thứ mắt thường em không nhìn được, nhưng mà qua điện thoại em sẽ nhìn được. Mọi người đang ngồi xem bây giờ còn khoảng 6.000 người xem. Mọi người lấy điện thoại ra rê một vòng quanh phòng xem. Em có thấy cái gì không? Mình hãy làm thế suốt à? Check xem nhà các bạn có cái gì không? À, đây bây giờ mình có cái cục này. Như là cái hang này là đâu chỉ bắt mỗi con chim lửa anh. Ừ, đúng rồi, hang còn đi nữa. Cảm ơn Kim nha, thank you em. Anh bảo rồi em già phòng đi. Trời ơi, tin anh, cái này anh gặp nhiều rồi. Nhiều hôm anh ở nhà anh chán, anh già vui ở đấy, anh còn ngồi nói chuyện với nó cả đêm mà. Cảm ơn Kim nha. Cảm ơn em. Tự em cứu rồi, em đừng biến, em đừng sợ, em biến nỗi sợ thành niềm vui em thề. Em ngồi em để xem thấy mọi thứ nó vui vãi lồn ấy. Kiểu cửa nó tự đập xong rồi bóng đèn nó tự chớp xong rồi để mà em soi camera lên xong có người ngồi cạnh em ngồi nói chuyện. Anh thấy nó vui vãi lồn ra. Sao em lại nghĩ đây là sợ nhỉ? Khó hiểu vậy đây. Chạy trái đi anh. Chạy trái anh ơi. Chạy trái. Xuống cầu thang anh ạ. Xuống cầu thang á? Vâng. Chỗ mày bảo thấy con chim á? Vâng. Đâu? Chạy sang phải. Mắc phải. Ô đúng mẹ luôn này. Vâng. Đó. Xếp anh ơi. Ờ ha, sao nãy tao đéo nhìn thấy nhở? Tự nhiên anh để cục đá của anh chạy đi đâu mất đi. Địt mẹ. Wow. Đẹp vãi lồn ấy. Mọt chè. Hai con level 50. Cứ lý ra anh ơi. Mày bị điên à? À ừ đúng. Cảm ơn Tuấn nha. Ờ đừng học theo cái nói bậy em ạ. Học với bạn bè, nói chuyện bạn bè không sao, nhưng mà ở ngoài lúc nào mình cũng phải lịch sự em nhé. Ôi địt con mẹ mày nó khắc khe em ơi. Em hiểu không Hiếu? À nhầm địt mẹ mày Hương. Nó khắc khe em ạ mà địt mẹ đánh ra chết luôn này. Ui. Cái chiêu của nó cũng ấy mấy con bay anh ạ. Thôi anh phải dùng con này thôi. À băng sợ lửa à? Không. Đúng rồi băng sợ lửa. Băng sợ lửa mày. Ôi địt mẹ đánh đau thế. À mình đánh cũng đau đéo kém gì. Này yếu xìu à. Hay tại vì mình khỏe quá là ta. Quay địt mẹ một dãy ạ, phải cứt nhờ. Mẹ nó lại đơn giản hơn mình nghĩ rất là nhiều. Ừ. Tao mẹ rồi. Con này easy hơn cả hai con trước anh ạ. Ừ, con này dễ với đấy.
Hay tại bên mẹ mình ném bóng hay quá nhỉ. Này nhanh, máu trâu, đủ khỏe, nhưng mà công kém. Nó có công ớ, nó có công phép ngon vậy anh. Nghĩa là công dùng skill vậy anh. Ui thì mẹ chiêu này xịn lắm em ơi. Có sẵn mấy chiêu lửa, Agiti là lửa, Headway. Mạnh ạ. Được mà, ổn phết mà. Phải rồi. Cảm ơn Kim nhá, cảm ơn em. Để mà nghỉ tí cho tỉnh nhé. Lên trên này là ao hang chưa ta? Xem nào. Ao cả hang cái off stream nhá, mai mai đánh tứ đại thiên vương các bạn nhá. Ôi được 23 rồi. Wow. Địt mẹ đang cuốn quá đi. Đéo dừng được game của cặc. Wow. Nghỉ. Giờ mà ngồi thì mày đến sáng đấy các bạn ạ. Dừng đúng lúc. Đói lắm rồi. Gan gì cả.